Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại tại Việt Sử Toàn Thư. Quý vị và các bạn đã từng nghe thấy những cụm từ này bao giờ chưa ạ? Du Xà Long, Sai Nga Long, Hưng Xạ Long, Cô Tú Long, hay dễ hiểu hơn là nhìn sông tựa núi, rồng cuộn hổ trầu. Chắc hẳn những cụm từ này sẽ giúp quý vị liên tưởng đến việc chọn đất, hay rõ hơn đó là long mạch. Nếu với con người, mạch máu có vai trò vô cùng quan trọng, mang máu đi khắp cơ thể, nuôi sống các cơ quan, thì với một vùng đất nào đó, long mạch đóng vai trò tương tự như vậy. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư khám phá những mạch máu quan trọng của đất Việt. Người xưa trong quá trình quan sát thế giới tự nhiên đã nhận thấy giữa vũ trụ và con người có mối quan hệ tương tác khá chặt chẽ. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng sông ngòi, mạch nước, núi non, gò đồi là biểu hiện của các biến đổi địa chất tích lũy hàng triệu năm trong vỏ trái đất. Những quá trình vật lý, hóa học đó diễn ra trong lòng đất chạy thành hệ mạch, cũng gần giống như hệ thống mạch máu trong cơ thể con người. Long mạch là mạch đất bên trong có chứa khí mạch giống như trong cành cây có chứa nhựa cây. Nó có thể chạy qua những dãy đồi núi cao, cũng có thể đi rất thấp, luồn qua sông, qua suối, thậm chí qua biển, rồi đột ngột nhô lên với những thớ đất lắm khi uốn lượn xà xà trên mặt ruộng, như hình con rồng đang cuộn mình, vươn tới ôm trầu vào một huyệt đất nào đó. Trước huyệt kết có đất nổi lên cao che chắn, gọi là án, hoặc có gò bao quanh kết hình ấn kiếm, ngựa voi, trương trống, gọi là sa. Long mạch là địa mạch mạnh mẽ, mềm mại, thoát ẩn thoát hiện như rồng. Địa mạch lấy hướng núi sông làm tiêu chí, vì vậy các nhà phong thủy học gọi địa mạch là long mạch, là khí mạch đi theo mạch núi. Nói đơn giản, đó là khí mạch ở đất gọi là địa mạch đi theo gò núi, lúc ẩn lúc hiện, quanh co uốn lượn như hình thế con rồng nên gọi là long. Ngoại hình là mặt đất nhấp nhô, sinh khí trong lòng đất mới là chính yếu. Long mạch là những khí lành được tích tụ tại một địa điểm. Tại địa điểm đó, trường năng lượng tốt sẽ cao hơn nơi khác rất nhiều. Mục đích tìm ra long mạch tối để giúp chủ càng giàu có hay phát đạt. Đó là niềm tin. Thực tế vào thời đại văn minh, phong thủy là một yếu tố của con người làm tăng năng lượng của con người. Yếu tố chính của con người, thân chủ, làm việc có tổ chức khoa học, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, phát triển kỹ năng, sở trường của mình, ví von phong thủy như sự trang trí căn phòng, làm cho con người cảm thấy thoáng đạt, thoải mái và tăng hiệu năng suất làm việc. Long mạch ví như sự thoáng khí, rộng rãi của không gian hay thân thiện, hoàn cảnh giúp con người. Xem long mạch thuộc về nước Việt Nam thì các nhà nghiên cứu đã đưa ra những vị trí long mạch đất Việt đại thể như Đại Kiện Long là dãy Trường Sơn hay Hoành Sơn, dãy núi Ba Vì, Tản Viên Sơn, dãy núi Tam Bảo là Đại Kiền Long qua tỉnh Phước Yên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định là vùng Bình Dương Bắc Việt, dãy núi Huyên Đinh cũng phát nguyên từ dãy núi Thập Vạn Đại Sơn. Những dãy núi kể trên đều là những đại kiện long, tức là thái tổ sơn của các thiếu thổ sơn. Ở trong vùng ấy đã nảy ra bao nhiêu chi phái, tức là tông sơn khắp nước Việt Nam. Đã có nhiều chỗ đã chạy lìa thoát xa ra cả biển cả, các côn đảo ở ven biển Việt Nam. Những chỗ đó băng hồng long mạch, thường có những đất quý. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về một số long mạch đất Việt ngay sau đây. Đầu tiên phải kể đến đó là núi Tản Viên. Ngay sau khi hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn địa thế Tiền Thủy Hậu Thạch, trước mặt nơi hội tụ của ba dòng sông, sông Hồng, sông Đà và sông Thao, dựa lưng vào núi Tản Viên. Nước sông Đà chảy từ bên trái sang bên phải, trường lưu thủy, tất cả đều chảy về biển lớn. Nhìn toàn cảnh hình thế tay ngai, mạch đất linh thiêng. Theo sách Bắc Thành Địa Dư Chí của Lê Đại Cương chép, núi này ở huyện Bất Bạt, phủ Quảng Oai, nay là huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, Hà Nội. Hình núi tròn như cái tán nên gọi là Tản Viên, rộng rãi, bao la, đứng cao hùng vĩ, làm chấn sơn cho cả nước. Cao 2.310 trượng, chu vi 18.605 trượng. Hướng Tây có Đà Giang chảy quanh theo, rừng cây rậm rạp, cảnh trí đẹp. Nếu lấy núi Nghĩa Lĩnh, cố đô nước Văn Lang thời tiền sử, làm tâm điểm, thì núi Ba Vì và núi Tam Đảo là hai điểm đối xứng tạo thành thế tay ngai trong luật phong thủy do triều đại vua Hùng tạo lập. Vua nhà Đường Trung Quốc đã coi Ba Vì như một đầu rồng hùng mạnh, còn thân rồng chạy suốt trời phương Nam, dãy Trường Sơn ngày nay. Để nước Nam không thể phát vương, vua Đường đã cử Cao Biền, vị tướng kiêm phù thủy, dùng pháp thuật cho đào 100 cái giếng xung quanh chân núi Ba Vì để trấn yểm tà triệt long mạch nước ta. Nhưng cứ đào gần xong giếng nào thì giếng đó lại bị sập, nên chúng đành phải bỏ cuộc bởi dãy núi thiêng,
núi tổ của nước Đại Việt. Tiếp theo là đường kinh mạch thiêng liêng. Ở phương diện hẹp, phong thủy hài hòa, gia đình mới hạnh phúc. Nhìn rộng hơn, phong thủy quốc gia hanh thông, đất nước mới thịnh vượng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà 1.000 năm trước, vua Lý Thái Tổ đã chọn thế rồng cuộn hổ trầu của Thăng Long để ngày nay tiếng thơm muôn đời. Nói vậy để nhớ lại rằng, từ xưa các cụ soi linh khí, long mạch đối với sự phát triển của đất nước là điều tối quan trọng. Từ đỉnh Everest tới dãy Himalaya cao 8.880m so với mặt biển, có đường kinh mạch linh thiêng trông giống như hình con rồng lớn. Đi từ nóc nhà thế giới là cao nguyên Tây Tạng dọc theo biên giới Ấn Độ, xéo qua cao nguyên Vân Nam đến đỉnh Phan Xipang cao 3.143m của dãy Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, rồi tỏa ra trên đồng bằng Bắc Bộ nước ta và chui xuống biển sâu ở Vịnh Hạ Long. Cuối cùng, đường kinh mạch kết thúc ở Vịnh Mindanao, Philippines, ở đáy đại dương sâu 10.800m. Đây là con rồng lớn nhất thế giới. Những nhà nghiên cứu phong thủy đã phát hiện ra đường kinh mạch này và cho rằng đây là đường kinh mạch quan trọng quyết định vận mệnh của quốc gia. Không thể không nhắc đến Thăng Long, tâm điểm của đồng bằng Bắc Bộ và cả nước. Trên sơ đồ núi Trầu Sông Tụ mà nhà nghiên cứu phong thủy Ngô Nguyên Phi đã mô tả, thì 8 dãy núi vòng cung xoáy theo hình dãy quạt đi lần lượt từ Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm theo hướng Đông Bắc Tây Nam đến dãy Sông Đà và Ninh Bình từ phía Tây Nam hất ngược lên, cuối cùng là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Tam Đảo đi từ chính Bắc xuống. 8 dãy núi vòng cung quy tụ ở tâm điểm Thăng Long, kèm theo hướng núi là hướng các con sông cũng đồng quy về trung tâm Thăng Long, đúng như hai câu thơ vịnh của thầy Tả Ao: Thiên Sơn vạn thủy triều lai, can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh. Đó chính là thế quý hiểm độc nhất vô nhị của nước ta. Trên bản đồ địa hình, trong thế đồng quy của 8 dãy núi xoáy lại, không rõ từ mạch ngầm nào mà ngọn núi Ba Vì sừng sững mọc lên. Như thể tạo hóa đã cố công dụng nạp linh khí của 4 phương 8 hướng về đây. Đỉnh núi chỉ cao 1.296m nhưng là đỉnh cao nhất của khu vực Thăng Long, là nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh với bao nhiêu câu chuyện truyền thuyết như chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh thời Hùng Vương, chuyện từng đoàn quạ đen xà xuống bên hồ Tây uy hiếp giấc ngủ của Mã Viện sau khi ông tướng già đó truy đuổi hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, khiến hai bà phải nhảy xuống sông tự vẫn ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Đến câu chuyện thầy phong thủy Cao Biền bị Tản Viên Sơn Thánh phạt khi ông phù thủy này đã định dùng tả thuật để đùa giỡn với thánh nhân đất Việt. Nhắc về Thăng Long thì phải nhắc đến hồ Tây, yếu huyệt của Thăng Long. Lịch sử 1.200 năm trước, khi quan đô hộ sứ kiêm thầy phong thủy Cao Biền phát hiện ra linh khí của vùng đất quý hiếm này, nên quyết tâm xây dựng thành Đại La có 30 km bờ đê bao quanh để lập ra một vương quốc riêng cho mình, thì ông ta đã chọn hồ Tây là não thủy, tức là hào kiệt thời nào cũng có. Sông Hồng, sông Tô đối với yếu huyệt hồ Tây cũng có mối liên hệ mật thiết, là long mạch chủ của yếu huyệt. Câu chuyện Tản Viên Sơn luôn luôn gắn liền với các hiện tượng các dòng sông sau khi chúng gặp nhau ở Việt Trì và thực sự hội tụ ở Thăng Long. Khi sông Hồng mở ra rất rộng, rồi nối với sông Đuống, sông Cầu ở bên Tả Ngạn và rất nhiều con sông ở bên Hữu Ngạn, tất cả đều liên thông với Hồ Tây qua long mạch chủ là sông Tô Lịch. Việc sông Tô Lịch bị lấp, xây nên các phố chợ gạo, ngõ gạch, hàng buồm, hàng lược, quán thánh, Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Hồ Khẩu, chợ Bưởi, cắt đứt quan hệ với Hồ Tây và ba tam hợp với sông Thiên Phù và sông Nhuệ thông với sông Hồng, đã tạo ra một dòng sông chết, khiến sông Tô trong xanh trở thành nơi đổ nước thải. Núi Hàm Rồng, cuộc chiến giữa Cao Biền và Tả Ao. Truyền thuyết kể, Biền thấy đất Giao Châu có nhiều kiểu đất đế vương, sợ dân nơi đây bất khuất, khó lòng cai trị, nên thường cưỡi diều giấy bay đi xem xét và tìm cách trấn yểm các long mạch để phá vượng khí của người Nam. Một lần bay qua vùng núi Hàm Rồng, nhìn thấy huyệt Hàm Rồng, Biền nói rằng địa thế này tuy không phải hung địa, xương long vô túc, rồng không chân, nhưng cũng là hình con rồng què chân, không phải đất cực quý nên bỏ đi. Miệng nói vậy nhưng chính y lại âm thầm trở lại, mang theo hải cốt cha để táng vào, mong sau này có thể phát đế vương. Sau nhiều lần táng mả cha vào, xương cốt cứ bị huyệt núi đùn ra, không kết phát. Cao Biền biết rằng đây là long mạch cực mạnh, cực quý thì càng ham thích, dắt tâm làm đến cùng. Biền bèn tán nhỏ xương vừa tung lên thì có muôn con chim nhỏ cùng bay đến, vỗ cánh quạt vù vù làm xương cốt bám trên vách đá bay tứ tán. Biền than rằng linh khí nước Nam quá mạnh, không thể cưỡng cầu. Quả nhiên không lâu sau, Biền bị triệu về nước rồi bị giết.
Nhắc thêm về câu chuyện đời Lê, có ngài Nguyễn Đức Huyên, sinh tại làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là người lặn lội học hành học khoa địa lý phong thủy tận nơi khai sáng của khoa này trên đất Trung Hoa và cũng là người Việt Nam đầu tiên viết sách địa lý lưu truyền đến nay. Ngài là danh nhân có tên gọi quen thuộc không những trong dân gian mà cả giới nghiên cứu nữa là Tả Ao. Tả Ao đã phân tích, nêu rõ hình các cuộc đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng như việc tìm long mạch ra sao. Xin nêu ra đây đoạn nhỏ trong sách Tả Ao địa lý toàn thư do Cao Trung biên dịch. Đại lý nêu hai mạch, mạch dương cơ và mạch âm phần. Mạch dương cơ nếu nhỏ thì dùng làm nhà, nếu lớn hơn thì làm doanh trại, hoặc rộng và tốt có thể dùng làm thị trấn, xây kinh đô. Còn mạch âm phần dùng để chôn cất. Đại cương là vậy, về chi tiết còn có nhiều loại mạch khác như mạch mã tích, tức mạch chạy như vết chân ngựa, lúc cạn, lúc sâu, mạch hạc, tất tức mạch ở giữa nhỏ, hai đầu to ra dần như gối của con hạc, mạch phong yếu, tức mạch nhỏ nhắn, phình ra to dần như lưng con ong, mạch qua đằng, tức mạch không chạy thẳng, mà ngoằn ngoèo như các thân cây bí, cây bầu, có khả năng kết được bên trái và bên phải đường đi của mạch nên được xem là loại mạch quý. Đất kết có hai loại, một loại dùng chôn xương người chết và một loại để sống ở đều tốt. Riêng đất để người sống ở, sách Tả Ao địa lý toàn thư đã đề cập đến dương cơ liên quan tới lịch sử. Trừ nhà Hùng Vương được đất quá lớn ra, thì sau đó nhà Đinh và Tiền Lê trở về trước, những triều đại thịnh trị thật ngắn ngủi, không được tới ba đời, nên quốc sư Vạn Hạnh phải tìm một địa điểm khác làm kinh đô, đó là Thăng Long hay là Hà Nội. Lý Công Uẩn nghe theo, rời kinh đô về Thăng Long, nên nhà Lý làm vua được 8 đời, và sau đó nhà Trần và hậu Lê, thời của Lê Lợi, cũng nhờ có đại địa đó làm kinh đô nên bền vững lâu dài hơn. Và cuối cùng là kinh đô. Ở nước ta cũng vậy, 1.000 năm trước khi vừa lên ngôi mới ngoài 30 tuổi, vua Lý Thái Tổ đã có thể tự tay viết bản Thiên Đô Chiếu Bất Hủ, huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hồ trầu, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông trước sau, rồi lập tức nhà vua cho triều đình rời đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên thành Thăng Long. Đỉnh núi Ba Vì và cụ thể tại đỉnh cao 1.296m, nơi tọa lạc đền thượng, thờ Tản Viên Sơn Thánh, chính là cột anten thu thiên khí giáng xuống, kết hợp với địa khí của Long Mạch Trầm Hùng ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, đỉnh Everest cao 8.888m, nóc nhà của thế giới. Long mạch này kết huyệt tại vùng nước cạnh phủ Tây Hồ mà mọi người vẫn kính huyệt, gọi là huyệt đạo quốc gia. Đây chính là đế vương huyệt của Việt Nam và tạo nên Thăng Long Hà Nội. Như vậy, Thăng Long chính là đại minh đường của Tản Viên. Hà Nội với thế núi, thế sông quá lớn, quá hùng vĩ, dài hàng mấy trăm dặm tiến tới, tất cả đều như muốn hướng về phủ phục, triều bái, nên thật quả là thế đất kinh đô muôn đời. Bởi thế nên từ trước khi Hà Nội, tức Thăng Long, được chọn làm thủ đô, nước ta chỉ là một quốc gia nhỏ, sánh ngang hàng với những nước nhỏ như Chiêm Thành, Phù Nam, Trân Lạp, Lão Qua, tức Ai Lao. Đã vậy, lại còn bị Trung Quốc đô hộ suốt gần 10 thế kỷ. Phải đến tận khi vua Lý Thái Tổ rời đô về đây, đất nước ta mới dần dần trở nên hùng mạnh. Chẳng những thế, tổ tiên ta còn nhiều lần đánh bại những cuộc xâm lăng quy mô rất lớn và khốc liệt của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Thưa quý vị, bất kỳ giai đoạn lịch sử nào và đất nước nào, những ngôi mộ hay nhà được đặt trên những huyệt phong thủy lớn, long mạch đều sinh ra những vị đế vương, công hầu, hành tướng. Những ngôi đất phát đế vương là những ngôi đất trời cho mới được, thì gọi là thiên táng. Khi táng được vào ngôi đất phát đế vương thì sinh ra những người có tài năng phi phàm để xây dựng nên một triều đại mới. Điểm qua lịch sử Việt Nam từ mấy ngàn năm qua, các triều đại ra đời đều vô tình được những ngôi đất phát vương. Cũng chính vì vậy mà ngoài việc dùng chiến tranh để áp chế quân dân ta, phong kiến phương Bắc cũng nhiều lần cho người tài sang trấn yểm các vùng long mạch để cản trở việc sinh nguyên khí hiền tài. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu những mảnh đất vàng trấn giữ long mạch đất Việt. Hy vọng quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích cùng với Việt Sử Toàn Thư.